Một lần nữa rất vui Minh Vi được gặp lại quý vị trong bản tin Cà phê Sài Gòn sáng nay ngày 5 tháng 7 trên kênh truyền hình FPNC. Minh Vi xin mời quý vị cập nhật những thông tin ngay sau đây. Các thị trường chứng khoán chính tại châu Á đều tăng điểm trong phiên đầu tuần sau khi các nhà đầu tư bình tĩnh hơn trước sự kiện Brexit tuần qua, sắc xanh chiếm lĩnh toàn sàn sau khi trải qua giai đoạn ảm đạm lúc mở phiên. Chỉ số S200 của Úc đóng cửa tăng 0,67% sau khi đã mất gần 0,4% lúc đầu phiên. Trong khi đó, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 0,6%, Kospi của Hàn Quốc tăng 0,4%, nhưng tăng mạnh nhất là Shanghai với mức tăng 1,9%. Tại Trung Quốc, hai chỉ số khác là Hang Seng và Shenzhen cũng lần lượt tăng 1,37% và 1,57%. Tại Úc, cổ phiếu của nhóm tài chính vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của Brexit và tiếp tục giảm 0,12% trong phiên hôm nay. Nhiều cổ phiếu của các ngân hàng lớn vẫn mất điểm và giảm sâu nhất là Westpac với mức giảm 1,02%. Giá dầu tăng trong phiên giao dịch trên thị trường châu Á, với dầu Brent tăng 0,66% ở mức 50,68 đô la Mỹ một thùng, trong khi đó dầu thô của Mỹ tăng 0,59% ở mức 49,28 đô la Mỹ một thùng. Dự báo diễn biến thị trường trong các phiên kế tiếp phụ thuộc vào báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ được công bố vào ngày 8 tháng 7 tới. Cũng trong cuối tuần qua, chính quyền thành phố Paris đã ra lệnh cấm xe cũ quá 20 năm lưu thông trong trung tâm thành phố. Đây là nỗ lực chống phát thải gây ô nhiễm không khí ở Paris. Lệnh cấm ô tô cũ lưu thông trong trung tâm thủ đô Paris, Pháp có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 đối với các loại xe đăng ký trước ngày 1 tháng 1 năm 1997. Lệnh cấm diễn ra từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối mỗi ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Đây là nỗ lực chống ô nhiễm không khí của Paris. Số liệu cho thấy mỗi năm ở Pháp có 48.000 người chết vì ô nhiễm không khí. Con số này tính chung ở châu Âu là 400.000 người và toàn cầu là 3,7 triệu người. Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng với chính sách mới của thị trưởng Anne Hidalgo. Một số người còn thẳng thắn nói rằng mình sẽ lờ đi lệnh cấm chừng nào còn có thể. Mỗi tuần tôi lái xe giao hàng khoảng 50 km. Tôi không có ý định đổi xe, nên tôi sẽ tiếp tục lái chiếc này. Cùng lắm thì chịu phạt thôi. Mức phạt chung của quy định là 35 euro. Một số ý kiến cho rằng quy định mới sẽ tác động đến tầng lớp người nghèo của thủ đô nước Pháp, những người phải lái xe cũ và không có điều kiện đổi xe mới. Dự kiến có khoảng nửa triệu người sẽ bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm này. Thế nhưng, thị trưởng Paris, bà Hidalgo không có ý định thu hồi lệnh cấm. Ngược lại, Paris còn đưa ra lộ trình đến năm 2020 sẽ mở rộng lệnh cấm lên các loại xe có tuổi thời lâu hơn 9 năm. Ngoài Pháp, Na Uy còn đưa lên lệnh cấm đơn giản hơn, đó là cấm toàn bộ xe chạy dầu diesel từ năm 2025. Nhiều thành phố khác ở châu Âu cũng đang cân nhắc những biện pháp tương tự. Hãng sản xuất bánh ngũ cốc ăn sáng Kellogg's vừa mở tiệm cà phê ngũ cốc đầu tiên của mình tại quảng trường thời đại Times Square, New York vào ngày 4 tháng 7 vừa qua. Công ty nổi tiếng với hai thương hiệu Frosted Flakes và Rice Krispies cho biết một suất ăn ngũ cốc tại đây sẽ có giá từ 6,5 đến 7,5 đô la, có thể sử dụng tại chỗ hoặc mang đi. Công ty cũng có kế hoạch triển khai dịch vụ giao hàng vào cuối năm. Việc mở tiệm cà phê này là một nỗ lực mới của Kellogg's trong việc thúc đẩy bán hàng khi mà doanh số bán ngũ cốc sụt giảm do người tiêu dùng lựa chọn những thực phẩm khỏe mạnh, ít đường và ít qua chế biến hơn. Chúng tôi muốn lấy lại vị trí của Kellogg's từng là món ăn được mọi người yêu thích, nhưng chúng tôi sẽ cải biến và khiến mọi người nhìn nhận về ngũ cốc theo một cách mới. Hình thức cà phê ngũ cốc đã xuất hiện ở London, nước Anh với chuỗi Serial Killer Cafe gồm hai cửa hàng. Đây không chỉ là việc tạo nên một môi trường ẩm thực cao cấp mà còn là việc tạo nên sự ấm áp và tôn vinh giá trị ngũ cốc mà chúng ta từng yêu thích từ lâu. Hình thức hoạt động của quán cà phê ngũ cốc này giống như một tiệm thức ăn nhanh. Khách hàng sau khi gọi món sẽ nhận một chuông báo và sẽ đến quầy lấy hàng khi nhận được tín hiệu báo đơn hàng đã hoàn tất. BMW vừa cho biết đang hợp tác với Intel và Mobileye phát triển nền tảng công nghệ ô tô tự lái. Mục tiêu là xuất xưởng xe tự lái hiệu BMW vào năm 2021. Thỏa thuận này không nằm ngoài xu hướng hợp tác giữa các nhà sản xuất ô tô và các hãng công nghệ trong việc phát triển xe tự lái. Google, Tesla và Apple cũng đã tham gia ngành công nghiệp này. Riêng thỏa thuận của BMW với Intel và Mobileye, BMW nói rằng nền tảng của họ sẽ không chỉ gắn mác độc quyền BMW mà có thể bán cho các hãng ô tô khác. BMW không nói rõ là đã có thương vụ nào được chốt hay chưa.
Hiện có thể nói công nghệ ô tô tự lái cũng đã được định hình với camera cảm biến và hệ thống máy tính cho phép xe tự vận hành, tự phanh và bẻ lái mà không cần người điều khiển. Dù vậy, vẫn cần có tài xế cho tình huống khẩn cấp. Vụ tai nạn ô tô gây chết người của Tesla mới đây là một bài học xương máu cho các hãng ô tô muốn nhảy vào ngành công nghiệp xe tự lái và đòi hỏi các hãng phải cải tiến công nghệ mạnh mẽ hơn để đủ sức tạo thành một hệ thống tự vận hành đúng nghĩa. Các nhà đầu tư tỏ ra tin tưởng vào hợp tác của BMW. Thưa quý vị, hai người đã bị thương trong một vụ đánh bom tự sát bên ngoài lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Jeddah, Ả Rập Saudi. Đây là vụ đánh bom đầu tiên nhắm vào người nước ngoài trong nhiều năm trở lại đây. Vụ việc xảy ra ngay trước ngày kỷ niệm Quốc khánh Mỹ lần thứ 240. Theo lời phát ngôn viên an ninh, kẻ đánh bom đã đậu xe trước bệnh viện đối diện lãnh sự quán Mỹ và kích hoạt quả bom khi bị hai nhân viên an ninh tiếp cận. Vụ việc xảy ra ngay trước ngày kỷ niệm Quốc khánh Mỹ đã khiến hai nhân viên an ninh bị thương nhẹ và làm hư hại một số xe đậu gần đó. Không có thiệt hại nghiêm trọng nào được ghi nhận. Vài giờ sau đó, ba vụ đánh bom tiếp theo gần đó đã làm rung chuyển khu vực này trong khi cảnh sát tiến hành điều tra. Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhận được những báo cáo về vụ nổ và đang tìm kiếm thêm thông tin từ chính phủ Ả Rập. Đồng thời, công dân Mỹ ở Ả Rập Saudi cũng được cảnh báo cẩn thận khi đi du lịch.